Đồ gỗ nội thất Yuen kính chào toàn thể quý vị và các bạn. Trước mắt mọi người đây là một chiếc kệ tivi chất liệu gỗ hương đá 100%. Kệ này mang tên là mõ lồi đồng tiền, một mẫu kệ cực kỳ là sang trọng hiện đại, không quá cầu kỳ cho những ai yêu thích sự đơn giản nhưng mà không hề đơn điệu. Thì quý vị và các bạn có thể quan sát một mẫu kệ nổi bật bởi những cái đường nét trơn tru và những cái ô van ở giữa được tô điểm bởi cái triện ở bốn góc. Kệ tivi này thì có chiều sâu là 45 và cao lên tới đỉnh mặt này, cao lên tới cái mặt này là 77, tính theo lỗ ban số đỏ thì rơi vào cái số rất là đẹp luôn. Đấy. Tất cả mặt ván cũng như là mặt ván ở hai bên đều được bên em lọc lựa ra những cái thớ vân cũng như là cái tấm ván cực kỳ là nhiều vân, rất là nhiều chung sụn. Vân veo thì nổi uốn lượn cuồn cuộn luôn. Phần trương thì bên em đục kim ngọc mãn đường. Kim ngọc mãn đường và các bác có thể quan sát nhẵn nhụi đến từng các cái chi tiết nhỏ nhất, rất là đẹp. Từng các cái sợi chỉ hay từng các cái sâu tiền đều được nội thất Hữu Huân đục tỉa chạm chỗ gạo nạo rất là kỹ. Cái kim sâu tiền cũng như là kim tiền, kim ngọc mãn đường này mong muốn thu hút tài lộc về cho gia chủ. Và các cái cánh thì bên em tổng cộng làm một ô buồng cánh ở giữa, hai cánh hai bên. Kệ này thì gồm có 3 cục, một cục giữa thì và hai cục bên. Đấy. Rất là nhiều các cái rất là nhiều cánh. Tổng cộng là 1 2 3 4 6 cái cánh và hai cái ngăn kéo. Nhưng mà cái ở giữa là một ô buồng có hai cái cánh như thế này. Nhẵn nhụi đẹp từ bên trong ra bên ngoài cho quý vị và các bạn có thể sử dụng. Giá trị đến từng chi tiết một. Khi mà mọi người đặt niềm tin vào những cơ sở làm ăn uy tín thì mọi người sẽ nhận được cái sản phẩm nó cực kỳ trau chuốt, cực kỳ là tỉ mỉ. Và bên em đã đầu tư làm kỹ, làm đẹp, nhẵn mịn từ bên trong ra bên ngoài cho mọi người. Còn tất nhiên trên thị trường có rất là nhiều mặt hàng, các bác tin tưởng nơi nào thì mọi người mua ở bên đấy. Nhưng mà mọi người lưu ý lựa chọn ra những cái nơi mà làm ăn uy tín thì sẽ nhận về được cái sản phẩm nó giá trị, nó đẹp. Tại vì cái kệ tivi nó cũng góp phần tô điểm lên vẻ đẹp của không gian phòng khách rất là nhiều. Nếu mà mua phải những nơi mà làm ăn ẩu thì các cái chi tiết này nó rất là bẩn và nhiều sơ gỗ thì cái kệ nó sẽ bị xấu đi rất là nhiều. Các cái chi tiết hoàn là tây không bao giờ được nhẵn nhụi, không bao giờ được trau chuốt tỉ mỉ, nhẵn mịn, sắc nét như thế này. Đấy, các bác có thể nhìn thấy rất là đẹp, đẹp từ bên trong ra bên ngoài, đến từng chi tiết cho mọi người. Thì đây là một cái chiếc kệ tivi rất là sang trọng. Quý vị và các bạn nào mà đang quan tâm đến mẫu kệ này thì có thể gọi đến số điện thoại em để trên màn hình là 0988 685 625. Website bên em là noithathuon.com và địa chỉ sửa tại làng nghề Châu Phong Liên, Hà Đông, Anh, Hà Nội. Xin cảm ơn và xin hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.